Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục sang cái phần bài học tiếp theo, là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng cái tính năng statistic, cái gọi là tính năng thống kê, đúng không ạ? Trong cái phần statistic này, chúng ta sẽ lựa chọn email statistic. Nó sẽ thống kê cho chúng ta từng các cái chiến dịch chúng ta gửi và có các cái tỷ lệ để chúng ta nhìn thấy ở đây. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này. Thuốc trị mụn thảo dược có 500 mail đã được gửi đi, tỷ lệ mở, không mở, đúng không ạ? Một tỷ lệ hủy đăng, 74 tỷ lệ thoát, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn vào những cái này để chúng ta thống kê. Open là tỷ lệ mở, đúng không ạ? Click là click, ở đây là sau khi mở thư rồi, nếu mà có đường link nó sẽ click vào. Mục tiêu chuyển đổi, hay là social là cái phần đăng nhập, đúng không ạ? Vào các cái dịch vụ, ví dụ như là nó có truy cập vào cái nút like của fanpage hay không. Đấy, hay là nó có bấm vào YouTube của mình hay không, đấy là cái social. Đấy, tỷ lệ người ta hủy là bao nhiêu, tỷ lệ bounce là bao nhiêu, bounce là cái là bounce là thoát, bounce là tỷ lệ thoát. Thì cái tỷ lệ thoát của họ ở đây cũng khá là cao, bởi vì họ không nhận được những cái sự liên hệ nào đấy giữa cái thư gửi với lại cái nhận được. Nếu như mà cái tỷ lệ này mà nó thấp, tức là họ truy cập vào và họ lần mò họ muốn xem thêm, thì đấy là cái tỷ lệ bounce rate thì nó sẽ thấp. Thế còn complain, đây là cái phần phàn nàn, đúng không? Chúng ta có thể lựa chọn là thay đổi ngôn ngữ trong bất kỳ cái giao diện nào nhé. Ở phía cuối nó sẽ có. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta chọn được ngôn ngữ tiếng Việt. Cái tỷ lệ dịch nó khoảng 95%. Thế thì tôi vẫn đang dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh. Các anh chị sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt thì các anh chị cứ sử dụng. Trong một cái video khác này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt sau. Ok, sau khi mình nhìn thấy cái liên quan đến cái thống kê này, thì mình sẽ bắt đầu đưa ra những cái câu hỏi, mình đưa ra những cái vấn đề để mình thảo luận, để làm sao mà cái hiệu suất của lần gửi thư tiếp theo nó sẽ được tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xử lý các vấn đề. Đây có nhiều chiến dịch thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ xem từng chiến dịch một. Xem là mỗi một cái chiến dịch thì chúng ta gửi bao nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ như chiến dịch này gửi cho 32 người, và tỷ lệ mở thư là bao nhiêu ạ? 37%, và không có tỷ lệ bounce, cũng không có tỷ lệ hủy đăng, cũng không có tỷ lệ phàn nàn, vân vân. Ok, đấy thì cái đấy là phần thống kê nhé. Sau đó thì chúng ta thảo luận với nhau, đúng không? Chúng ta tìm ra cái phương án tốt hơn. Thì tôi vừa hướng dẫn các anh chị cái tính năng statistic của email, tức là tính năng thống kê. Và về cái tính năng này, về cơ bản nó khá là dễ và không có gì quá là khó hiểu cả. Nếu các anh chị mà cần sự trợ giúp và tư vấn gì thì sẽ liên hệ với tôi, được không ạ?